Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của mình. Thì trong clip này mình sẽ cho anh em thấy được cái sự khác biệt khi anh em đi chơi liêng bịp mà anh em sử dụng máy đánh bài nó sẽ là như thế nào anh em nhé. Đây, anh em có thể nhìn mình chuyển cháo bài này. Mình đặt bài xuống cho anh em cùng nhìn ạ. Đó, anh em thấy không ạ? Đặt bài xuống máy báo luôn, máy báo 3, nhà số 3 lớn nhất cho anh em này. Đây. Đó, bài số 3 8 điểm lớn nhất đúng không ạ? Thì anh em hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình. Kết bạn qua Zalo để nhận được cái giá ưu đãi. Hiện tại bên mình đang giảm giá 50% cho anh em nào kết bạn qua Zalo. Đấy, để mua hàng. Và chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay nên là anh em hãy nhanh tay liên hệ đến số hotline trên màn hình cho mình anh em nhé. Đấy, cho anh em cùng xem mà chuyển đặt bài, máy sẽ báo luôn. Đó, anh em bỏ lá đi. Đó, anh em bỏ lá đi thoải mái, máy cũng báo này. Máy báo 1 tức là sao? Nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất cho anh em. Bài số 1 thì là bài của mình rồi. Đây là bài lớn nhất này. Anh em thấy không ạ? 7 điểm. 7 điểm còn hơn màu. Đấy. Hơn chất. Máy báo từ cả điểm đến chất cho anh em nên là anh em yên tâm khi đi sử dụng cái dòng máy này. Những anh em nào đang thua tha thì anh em không nên bỏ lỡ cái cơ hội này để giúp cho anh em lấy lại những cái gì mà anh em đã mất anh em nhé. Rồi, test tiếp này. Đặt cho anh em xem. Đó, máy báo rất là nhanh, rất là chuẩn cho anh em. Đấy, anh em không có lý do gì mà anh em không nên sở hữu cho mình một bộ sản phẩm như thế này. Tại vì sao? Tại vì khi anh em sử dụng một cái bộ sản phẩm này thì là chắc chắn một điều rằng là anh em sẽ là người giành chiến thắng. Anh em thấy không ạ? Máy báo 3 này, bài là 9 điểm, bài là 9 điểm, bài là 9 điểm đều thua bài số 3 hết. Đấy, nó hỗ trợ cho anh em cực kỳ là tốt khi đi chơi bài lá. Nó giúp cho anh em là biết được bài nào lớn nhất và nó sẽ giúp cho anh em là lấy được bài lớn nhất về mình, rất là đơn giản. Đó. Và nhiều anh em thắc mắc. Đấy, nhiều anh em thắc mắc rằng là khi mà anh em đi chơi anh em sử dụng, hiểu không ạ? Anh em để sáng màn hình à? Không nhá. Đấy, mình sẽ chỉ cho anh em này. Khi anh em đi chơi sử dụng nhá, anh em bấm bắt đầu trò chơi này. Anh em bấm trở lại. Đó, chạy lý lịch. Khi anh em thoát ra ngoài này rồi, máy vẫn báo bình thường cho anh em. Đấy, anh em khóa màn hình lại này. Máy vẫn báo cho anh em nhé. Anh em khóa màn hình này. Anh em đặt bài. À, đặt bài. Đấy, đặt bài bỏ lá. Máy báo 2 đúng không ạ? Nhà số 2 lớn nhất này. Đấy, nhà số 2 sẽ lớn nhất cho anh em này. Đó, anh em thấy không ạ? 9 điểm Aro lớn nhất đúng không ạ? Hoặc anh em có thể là khi chơi anh em có thể để một cái điện thoại khác. Ví dụ như mình để này, mình để một cái điện thoại khác ở trên mặt con điện thoại của mình. Sau đó mình đặt bài vẫn báo bình thường. Anh em có thể để điện thoại để tiền lên. Đấy, để che giấu con điện thoại đấy đi. Cũng rất là ok này. Đặt bài cho anh em ạ. Đó, máy báo 4. Bài 4 điểm lớn nhất. Bài số 4 này sẽ lớn nhất này. Đấy, khả năng là liêng rồi. Không phải 9 điểm anh em ạ. Đấy thì mình cũng kể với anh em một cái câu chuyện mà mình mới gặp trường hợp này cách đây chỉ khoảng gần một tháng thôi. Thì trong cái chuyến mà mình đi Long An ấy. Đấy, mình đi Long An để mình đi đá gà thôi. Mình đi xem đá gà các thứ thôi. Chứ không phải là mình đi chơi. Nhưng mà trong cái chuyến đi đấy, mình đi xe taxi thì mình có gặp một ông anh. Đấy, một ông anh thì là cũng là người gốc Bắc như mình. Ông anh vào đây, ông anh đi chơi. Ông anh chơi thì ông anh cũng có kể chuyện là đi chơi liêng. Là bị thua mất đâu đó hình như là 4 hay 50 triệu ấy. Thì mình cũng không nhớ rõ. Đấy, thì mình cũng có lấy số điện thoại của ông anh. Và mình cũng có tư vấn cho ông anh là sử dụng đến cái con máy đánh bài này. Đấy, thì là ông anh bảo là anh hiện tại là anh đang sử dụng con iPhone 7. Đấy, thì có con máy đánh bài nào giống không? Thì đây, mình cũng có giới thiệu đến cho ông anh cái con máy này. Và mình gọi ông anh đến nhà để mình hướng dẫn cho ông anh cách dùng, cách sử dụng. Đấy, chia sẻ kinh nghiệm chơi cho ông anh. Thì cũng chỉ 2 hôm sau thôi là ông anh có điện lại cho mình. Rằng là em ơi, sử dụng con máy đánh bài này rất là tốt. Anh chỉ chơi 2 buổi là anh đã gỡ lại được cái số tiền mà anh mất. Mà anh còn gỡ lại cả tiền máy. Và anh dư ra một khoản. Đấy, mà bây giờ anh lại vừa có điện thoại anh dùng. Mà anh có vừa điện thoại anh chơi để anh kiếm tiền. Đấy, máy hỗ trợ rất là tốt thì mình cũng chia sẻ. Thật với anh em là như thế.
Đấy, thì mình cũng có giúp ông anh như vậy, thì ông anh cũng có hỏi đến mình vậy. Thì mình cảm thấy ok, mình có thể giúp được ông anh đấy thì mình cũng có thể giúp được nhiều người. Đấy, cho nên là mình mới làm clip mình chia sẻ đến anh em, để mình hỗ trợ những anh em nào đang thua tha. Đấy, hỗ trợ những anh em nào đang thua tha, để giúp anh em là lấy lại những gì đã mất anh em nhá. Đấy, máy báo 1 cho anh em này, bài số 1 lớn nhất này, không có lý do gì bài mình không thể lớn nhất được cả. Đấy. Anh em thấy không ạ? 9 điểm lớn nhất ở đây, 7 điểm đây, 6 điểm. 7 điểm. Đấy. Còn về cái phần giá cả của cái dòng máy này ấy, thì anh em yên tâm giúp mình nhá. Đấy, anh em có nhiều tiền thì anh em sử dụng máy đắt tiền, anh em có ít tiền anh em sử dụng máy ít tiền. Đấy, tất cả các cái dòng máy đều có cho anh em lựa chọn. Giá nó chỉ từ 7 triệu. Đấy, mà bên mình đang có chương trình khuyến mại cho anh em rất là sâu, và tặng kèm cho anh em đó chính là một cây bài rất là thoải mái cho anh em khi đi chơi. Hết bài anh em alo, có người mang bài đến cho anh em. Đấy, mà máy hỗ trợ cho anh em là cực kỳ tốt rồi. Thì anh em nào mà muốn trải nghiệm trực tiếp với cái dòng máy đánh bài này, anh em có thể liên hệ đến số hotline trên màn hình cho mình 0937604 4, gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn, nhắn tin qua Zalo cho mình đều được anh em nhé. Còn những anh em nào mà muốn đến cơ sở bên mình ấy, thì bên mình có hai cơ sở cho anh em lựa chọn. Cơ sở 1 bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 ở quốc lộ 13 Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh. Anh em gần cơ sở nào anh em cứ đến nơi, alo đến số hotline trên màn hình cho mình, có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm luôn. Còn những anh em nào mà ở xa thì là bên mình nhận gửi hàng cho anh em nhé, nhận gửi tất cả hàng hóa cho anh em qua xe khách, qua bưu điện. Anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng, sau đó mới phải thanh toán tiền, nên là rất ok thoải mái cho anh em luôn. Thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.